Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm laptop cao cấp thương hiệu Comet, đó là CB13. Đây mình đang dùng sản phẩm là năm ngoái đó, CB13 sạc 5D, chữ D như là ánh sáng trắng, 6500K. Đây sản phẩm tại sao mình dùng từ cao cấp, tại vì nó sử dụng bên trong nó là sử dụng chip LED Mỹ, chip LED nhập từ Mỹ, cho nên nó tuổi thọ rất là cao, sử dụng được 25.000 giờ. Ở đây thân bằng nhựa, ở trên đây bóng bằng nhựa, cho nên chúng ta thể kháng vỡ tốt, rơi rớt rồi cũng vô tư ha. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể lắp vào đau lai, đèn lon, hoặc là chúng ta lắp vào đèn bàn, hoặc là nhu cầu sử dụng cho quán ăn, hoặc là cái nhà hàng thì chúng ta có thể sử dụng ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng vàng tùy vào nhu cầu sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 2 năm. Đây mình gắn vào chiếc LED Mỹ ha. Đây sản phẩm rất là cao cấp, rất là sáng đó. Đây mình tắt cái này, rất là sáng, thì chỉ có 5W thôi. Thì sản phẩm này hiện nay có bán tại tất cả các tiệm điện trên toàn quốc. Chúng ta đến cái tiệm điện chúng ta hỏi là bóng laptop Comet thì sẽ được mua chúng dễ dàng. Nếu chúng ta không có thời gian thì cũng có thể mua online tại Lazada, Alobuy hay hoặc là Tiki, mấy trang web online khá nổi tiếng hiện nay. Xin cảm ơn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách dành cho thương hiệu Comet.